Chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị Cát Hả? ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ, chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi, cho nên tới giờ chị vẫn ế. Sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng, nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ cái anh này. Thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe, cùng cảm nhận nha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em là Lê Thuyết, năm nay 25 tuổi và đang là nhân viên thiết kế kiến trúc nội thất. Quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thanh Hóa. Mời chàng trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và xin chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thành Toàn, năm nay 29 tuổi. Em làm nghề gì? Dạ, em là lập trình viên ạ, thiết kế và bảo trì website ạ. À, nhưng mà quê ở đâu? Dạ, quê em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, dạ. Bên kia ở Thanh Hóa, Hòa Hóa cũng được. Mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, chưa mối tình nào ạ. Hả? Chưa mối tình nào hết? Vâng. Trời đất ơi. Ủa rồi nhìn đi làm chung rồi, những bạn đồng nghiệp của em bộ họ không thấy đường hả? Dạ không ạ, tại một phần cũng do em, tại em chưa có nghĩ tới chuyện tình yêu nhiều. Bây giờ mới bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy cũng khá là khó trong cái việc giao tiếp, tại em khá là nhát. Em không tiếp xúc nhiều với mọi người. Không có sẹt điện với ai hết trơn luôn đó giờ hả? Dạ không. Rồi đó, này coi chừng coi lại nha. Lạ gì? Nguy hiểm quá. Ai phụ nữ là cũng muốn có người đàn ông để chăm sóc, để tâm sự, để đi chơi chứ. Em cũng không biết sao nữa, nhưng mà em cứ thích độc lập một mình từ bé rồi, nên cũng không có thể nào mà gọi là vượt mức tình yêu được. Nhưng bây giờ là thích chưa? Bây giờ muốn chưa? Dạ, chắc là muốn rồi ạ. Chà, đây cũng là một cô gái rất đặc biệt. Có vẻ bạn bên kia rất là rụt rè ha. Còn bạn bên đây rất là năng động. Này, nãy giờ nghe cười tím tím. Dạ, sao vậy nghe chưa có bạn trai khoái quá hả? Dạ. Bạn bên trai bên đây có mấy mối tình rồi? Dạ, nhỏ lẻ thì đếm không hết ạ. Nhỏ lẻ thì không hết. Thì có nhiều lúc mình chơi bạn bè hoặc là mình mến người ta một chút, nhưng mà chỉ là dừng ở mến một chút thôi. Rồi, như mối tình nào sâu đậm? Mối tình sâu đậm nhất là mối tình sinh viên, là em quen từ sinh viên cho đến đi ra trường làm được 4 năm. Do gia đình bên đó gọi về nhà là hai đứa cách xa nhau quá, mà cũng lo công việc chưa ổn định này nọ nên mình mới chia tay. Thôi, bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ hỏi cô gái kia thử xem cô gái cần người đàn ông như thế nào. Thuyết ơi, cho mình hỏi là cái mẫu người bạn trai của bạn là phải như thế nào? Anh em đi, không có bạn bè gì đây hết trơn á. Em ơi, cho anh hỏi mẫu người bạn trai của em như thế nào? Cao, hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Em thì ít nói nên là cần bên cạnh em nói nhiều hơn một chút là được. Bên đây đủ nói nhiều được đó. Cao, có cao luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nói nhiều ạ. Em không thích con trai nói nhiều. Chỉ cần nói đủ em nhiều nghe chuyện, thôi đúng không? Nhiều chuyện nữa. Ở bên đó có nhiều chuyện không? Dạ không chị ơi. Vậy bên đó thích mẫu bạn gái như thế nào? Dạ biết nấu ăn chị. Dễ thương chị. Quá dễ thương. Mình không thích gì ở người phụ nữ. Ghen lung tung quá à. Bên đó có ghen không? Em không biết ạ. Ta chưa có yêu lần nào sao ta biết có ghen hay không? Không, mình phải thử nữa coi mình có người yêu mình ghen không chứ. Chuyện gì ghen được, chắc là phải ghen rồi chứ. Nếu không ghen thì cũng mất mất thương vị rồi. Đúng rồi. Đến xem cái người phụ nữ bên đây khó tính cỡ nào. Đặc biệt lắm. Mà không có chàng trai nào mà cua được hết trơn. Chào em. Sao mà khó dữ vậy em? Em không biết nữa. Em ngại giao tiếp với đàn ông hay sao? Hay là có nỗi buồn nào mình hận đàn ông mà cần giải tỏa không? Dạ không, không không có nỗi buồn gì. Chưa có yêu ai đâu, gì đâu hận. Một cái dấu ấn gì không tốt về người đàn ông á, có không? Dạ không. Chưa hôn lần nào luôn? Chưa. Em có tưởng tượng cái nụ hôn đầu tiên nó như thế nào không? Em chưa tưởng tượng bao giờ cả. Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Biệt ha. Hình như cô gái này lạnh lùng quá. Ai cũng nói như vậy ạ. Dễ thương quá mà, có khi nào em nằm đêm gác tay lên trán em suy nghĩ là tại sao mình như vậy không? Không. Cũng không luôn. Có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy chồng không? Có ạ. Tưởng không nữa là mệt à. Có ai dám tỏ tình với em chưa? Dạ cũng nhiều ạ. Khi người ta tỏ tình với em câu gì là lãng mạn nhất em có nhớ không? Câu là bây giờ tao thích mày rồi mày không thích tao nữa. Trời ơi, tỏ tình vậy chi? Sao được? Kỳ quá. Thí dụ như giờ có một người đàn ông tiến tới quỳ xuống chân em, nói rằng em ơi anh không thể sống thiếu em được, thì em nghĩ sao? Hơi sến một xíu ạ. Hơi sến, vậy mà cũng chê nữa. Thí dụ như có người tặng em một bó hoa hồng và người ta nói rằng là anh không thể thiếu em trong cuộc đời được, thì em nghĩ sao?
đơn giản như vậy có vẻ là hay hơn ở việc quỳ chân xuống dưới nói đấy ạ. Rồi vậy anh hiểu rồi, anh sẽ nói anh bên đây đơn giản, qua gặp ôm hôn luôn. Không bậy bậy, tay chưa hôn lần nào rồi. Phải từ từ chứ. Cô khi thích đơn giản vậy thôi. Em có cái điểm nào em không thích ở người con trai không? Không thích bạn trai để móng tay dài, tóc dài. Tại sao? Tại vì em thấy không có không có biết dùng gì từ gì nữa, nhưng mà không em có được không, không, dạ đúng rồi, không có thiện cảm. Hên quá, đâu? Xòe dạ. Cái tay ra coi. Cũng không có vậy ơi. Quá. Mừng quá ha. Dạ. Cô này cổ dễ thương lắm. Dạ. Có điều như anh Linh nói đó, hơi lạnh lùng. Mà không biết cổ làm sao nữa, cô không có xúc cảm gì với đàn ông hết trơn hết trọi á. Em nhắm em có chinh phục được cổ không? Dạ chắc được đó chị. Ráng nha. Dạ. Chị cũng mong em là mang đến nụ hôn đầu tiên cho cổ. Dạ. Thế em đã chuẩn bị gì cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Dạ thì trước khi đến đây thì em cái vụ chiều trước 2-3 năm để dành tiền sẵn rồi chị. À trước đây 2-3 năm là để dành sẵn luôn rồi. Dạ. Ta có kế hoạch rõ ràng lắm rồi. Có ở dơ không? Dạ không gì. Thôi được rồi, cô này là của chuộng sạch sẽ, gọn gàng. Dạ. Chị thấy em là mọi thứ là ok hết rồi đó. Quá ổn. Mà không biết là cô này cũng có rung động hay không đây nè. Trời rồi. Ơi. Được lắm đó em, coi được thì lấy đi nha. Hỏi ý người thân coi ý kiến người thân thế nào. Đầu tiên tôi muốn hỏi bên đàn gái. Đàn gái sao khó quá. Em là gì của bạn gái ấy vậy? Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Em là em họ của chị. Hả? Tuyết ạ. Em có biết lý do tại sao mà bạn bên nó hơi khô khan, hơi khó khăn, hơi căng thẳng không em? Dạ chị em mê trai đẹp lắm. Mà trai đẹp thì yêu nhau hết rồi. Cho nên tới giờ chị vẫn ế. À, sáng nay đi ra là chị quên cái mắt kiếng. Nên nói em là phải nhìn cho thiệt kỹ. Cái anh này thì em thấy anh này cũng cao, rồi hoạt ngôn, 29 tuổi mà nhìn trẻ hơn tuổi của mình. Em thấy anh này hợp với chị đó. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai em? Dạ chị Hai ạ. Chị Hai thấy sao chị Hai? Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì ở nhà Toàn đã dặn em là chị Hai ơi, chị Hai lên, chị Hai ngó giùm em nè. Nếu như mà dễ thương á là áo nheo nha. Mà nãy giờ cũng canh đá quá trời mà không biết Toàn có thấy không. Trời ơi, dặn chị không chịu nhìn mặt chị. Chị Hai nói chị Hai đá không nheo có nghĩa là bạn này dễ thương lắm á Toàn à. Chân cũng dài giống chân em nha. Bạn ấy nói bạn hơi khô khan thì chị nghĩ không phải đâu. Nhiều khi bạn nữ bạn chưa gặp đúng đối tượng. Nhưng mà Toàn thì chắc làm được. Còn làm không được nữa về hỏi chị Hai. Trời ơi, chị xuất sắc. Em chị thì rất là hiền lành, giống như có chế độ đó. Khi nào mà em cần bạn nói, em chỉ cần phát tín hiệu thôi, bạn sẽ nói đúng theo cái lưu lượng mà em mong muốn, chứ không sẽ không có làm phiền em. Hồi nãy ở nhà chị cũng nói với Toàn rồi, là nhất quyết chiến này là đường nào cũng phải có bạn gái. Em thấy được không? Dạ. Chị là chị thấy được, mà không biết hai đứa thấy được không? Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, bây giờ hai bên gặp mặt với nhau nha. Để xem em có phá được bức tường tình yêu băng giá này hay không. Kéo màn. Cô gái, cô hãy mở lòng ra, hãy cười thật tươi, hãy nhẹ nhàng và hãy đón lấy một hạnh phúc mới đang ở cận kề mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Tèn 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 tèn. Có món quà tặng em. Cảm ơn em nhiều. Nhìn kỹ cái tựa cuốn sách đi. Đọc lên cho mọi người nghe chứ. Tựa cuốn sách là người đầu tiên trong danh sách. Đó. Vậy là danh sách chắc còn nữa. Rồi mở cái hộp coi có cái gì trong đó. Hay là người đầu tiên trong cái hộp. Wow. Vòng tay cầu hôn đó em à. Anh hỏi em đi chứ em. Thì lần đầu tiên gặp em á, anh thấy em rất là dễ thương. Anh thấy anh với em có rất là nhiều điểm chung đó. Nên là giống như chị Hai nói là chuyến này là anh có bạn gái rồi đó. Em thấy anh có chiều cao của anh thì cũng khá là phù hợp với em. Tại vì em cũng thích con trai cao. Em có yêu cầu gì nói với bạn trai đi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh không biết nhậu. Nhưng mà chắc là trong lúc vui thì vẫn có thể nhậu được đúng không ạ? Đúng rồi, anh uống còn 2 vai chai là anh say rồi. Không sao đâu. Cái gì em cũng được. Vậy là em nhậu em dữ lắm hả? Không ạ, thì em chỉ sợ là nhiều người nhậu nhiều quá thôi ạ. Nếu mà lúc vui thì đi mà có em nữa. Thì anh uống xong rồi anh mệt quá thì em chở anh về. Em có thích xem phim không? Dạ có. Nhiều lúc anh hay đi coi phim một mình lắm. Em cũng vậy. Ban đầu đi coi thì nó hơi ngượng ngượng. Tại vì ai cũng có cặp hết, mình ngồi một mình nó hơi ngượng. Được 5-6 lần cái là quen luôn. Giờ muốn đi mình nữa hả? Dạ không.
giờ là có bạn gái là phải đi chung với bạn gái. Kế hoạch tương lai đi, mình coi phim nữa. Anh muốn bỏ 3 chữ cuối trong cái chữ trong cuốn sách này được không? Anh muốn anh là người đầu tiên. Em hay đi con đường sách lắm. Lần đầu tiên em bước vào trong cái tiệm đầu tiên, em thấy cuốn sách này đầu tiên và em thấy tên của nó đầu tiên và em chọn ngay đó. Và anh là người đầu tiên em tặng. Vâng ạ. Thì đầu tiên nếu như mà được thì anh sẽ là người đầu tiên. Nào, bạn trai hãy mở chiếc vòng ra và đeo cho cô gái ấy như là cuốn sách đầu tiên mà bạn gái tặng cho bạn vậy. Vòng tay này á, là anh mua từ Bali về với cái những cái tượng Phật á, sẽ mang lại cho em sự bảo vệ, hạnh phúc. Lại thêm cái vòng này nữa, mong là trói được em. Được không chị? Được không chị? Được ha. Rất thẳng thắn. Mời hai bạn ngồi vào ghế và chuẩn bị bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định người đầu tiên, chiếc vòng đầu tiên. Để xem nụ hôn đầu tiên có xuất hiện hay không. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúng ta nắm tay đầu tiên đi bạn. Nắm chặt vào Toàn. Toàn thấy thế nào? Hồi hộp quá, cảm giác nó lần lần thì sao á. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Không, phải hôn đó. Thôi. Và hy vọng đây sẽ là một cái người cuối cùng trong cái danh sách của bạn. Danh sách chỉ có một, đầu tiên và mãi mãi. Mời Toàn. Trúng rồi. Thì cảm giác như thế nào em? Em thấy bạn nữ rung hơn em luôn. Rung mà có rung động gì chưa? Rớt tim ra ngoài luôn. Rớt tim ra ngoài luôn. Đây, chúc mừng hai em. Gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng các bạn. Đi xem phim nhé, hai bạn này rất thích xem phim. Nào, nắm tay chặt nào Toàn. Đừng buông tay cô ấy ra. Hãy đưa cảm giác an toàn, hạnh phúc cho cô ấy. Mời các bạn đi xem phim. Rất xứng đôi. Giờ nếu nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là... Sống hơn đi. Do hai bên nữa. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì cũng được. Phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mày chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Thôi thì được đó em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu, em Trần Đình Cường, 26 tuổi, hiện nay đang là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. Mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên ạ, hay mít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở ạ. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Thế hả? Dạ vâng. Rồi làm luôn câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là bolero, nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ ạ, chứ hát xong nhạc. Thôi thôi, hát nhạc anh thích bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dạ, em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ. Bài này ruột của anh đấy em. Ruột anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ? Ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Chắc do kẹt xe á chị ơi. Xe mình tự hao đi sớm chút đi em.
Dạ. Dạ, mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chết rồi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. À, đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ một à. Quen lâu rồi? Dạ quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó tức em là tìm em, tức là em nghĩ ra một cách đó là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang chắc đợi đang chờ ai? Bạn gì đó. Vậy em có bồ rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì cái chị chỉ nhưng mà, em chị, nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua, là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn, em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Ừ. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa, tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá, người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu, là người ta nhìn xong cũng nhìn mình nhìn xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười, nụ cười rất là trìu mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa. Có đầu tư. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ không chị. Chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cụ mà là quá tăng ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi. Mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Ừ. Cũng khá là nhiều thanh niên. Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Thôi lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm cho là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Mừng. Thấy có một anh vô hỏi mừng, mừng, mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à. Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng. Em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi. Thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị. Em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em cũng sướng lắm. Em phải kìm lại. Sao em cũng cười thôi mà. Dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng. Vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế anh về ra là bố ông ngồi bên kia. Thế ông dám xin cái ghế. Thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị. Thế là từ giờ ế đến tận bây giờ. Trời đất vô duyên dễ sợ luôn. Dạ em cũng mừng hột lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không thiệt đó chị hỏi chị gái em biết duyên em là em cũng đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó. Và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê sợ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. À? Không anh ơi. Cũng không đoạn à. Sao? Dạ rồi, độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa, vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng. Có trách nhiệm, phải men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai, tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa qua em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khiếng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê ông mới cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là đồ quỷ sứ à, quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời à. Dạ là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Giờ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy năm đâu. Không. Rồi có luôn, còn gì nữa không em? À, thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua. Chua. Gái chanh chua. Đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua. Bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha. Cô gái đây có duyên lắm á, nãy giờ. Qua coi. Nghe nói. Dạ em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha. Anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông. Sẽ là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau chứ đừng... Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ giả sử như là ở dưới thì mặc quần sọc, ở trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè, em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích, thì em
Thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không phải giày em, dép. Công nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Đó. Đó, có duyên mà. Dạ. Thế là kiểu mình cứ chân thật. Được được được. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi tìm gì, hỏi gì đi không? Nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục, đủ đủ. Bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Chị em đoán đi rồi chị biểu anh đi thay nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần xanh là em bỏ về liền rồi. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean. Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý, hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ổn. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời ơi, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là... Sống hơn đi. Do hai bên nữa. Ừ. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Dạ. Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ nữ cũng hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Có mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Hơi bị được đó em. Rồi. Thì, em trai đi với ai? Dạ đi với cậu ạ. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm. Nó lanh lẹn mà nó nhát lắm, nó không kỳ hiền lanh lợi mà nhát. Nhân gái, nhân gái à, nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường mới lại em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm, mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Rồi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ dạ. Đây đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em. Ngồi dạ uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê. Cổ đang ngồi giữa đường. Đó em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À lạng qua lạng lại để em tôi tới cho. Đây với ai vậy? Dạ em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh? Em gọi. Dạ em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng anh ngồi luôn. Chắc là có tâm trạng gì không? Đưa uống cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Vậy là được không em? Lần này là dô là không có làm cao ạ. Mời ngồi dô liền và hút liền ạ. Rồi. Dạ, em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Cưng, từ từ cưng. Bên lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm. Tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà. Em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi.
Dạ, với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được, đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả, mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn, tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sửa như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có, hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường, tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Dạ, nói nghe, vợ nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà, chị biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em, nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu với vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay đi hay. Đôi quá. Áo đôi ha, đấy. Áo tình nhân ha. Rất đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Santon. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic. Gửi tặng hai bạn tổng trị giá là 7 triệu đồng. Cố gắng nha em, lần này là nắm bắt và không để cho anh chạy nữa nha em. Không thể nào thoát được ạ. Báo tin vui cho chị với anh Linh nha. Rồi bây giờ hôn gái đi, hôn em bạn trai. Xinh quá.